tên là gì? Tên là gì? Tên là gì? Tên yêu mà. Ừ, yêu. Cái con này tên gì đây? Mà như vậy là tổ tiên của ông đó từ Việt Nam rời sang Cali năm nào? 300 năm rồi. Chỉ ông biết thôi chứ. Ờ đúng rồi. Còn em bé sao? Các em là sao? Ăn rồi. Ồ, ăn rồi hả? Ăn rồi. Để coi cái gì cho em chơi nhỉ? Có cái xe đỏ không? Chị ơi, em bé ơi, có cái gì cho em chơi không? Em bé có cái gì cho em chơi không? Em bé cái này chỉ có iPad.